Nhưng mà AI nó sẽ có hai mặt, lợi ích và tác hại. Học sinh, sinh viên áp dụng AI để làm bài tập quá nhiều, thành ra nó ảnh hưởng đến thế hệ trẻ hiện nay. Việc học thì nếu như mà mình áp dụng AI vào thì nó sẽ học nhanh hơn, học dễ hơn, nhưng mà nó sẽ làm cho cái độ sáng tạo của mình nó sẽ giảm đi. Thì em có một câu hỏi là em thấy là AI thì từ nãy giờ thì các mọi người đều nói về cái lợi ích của AI, nhưng mà AI nó sẽ có hai mặt, lợi ích và tác hại. Thì em thấy là việc mà học sinh, sinh viên áp dụng AI để làm bài tập quá nhiều, rồi làm đồ án các thứ, thì các bạn lại phụ thuộc vào AI, thành ra nó ảnh hưởng đến thế hệ trẻ hiện nay. Thì em nghĩ rằng là có lời khuyên gì dành cho bọn em khi mà sử dụng AI không ạ? Để trong công việc học tập ạ. Vâng, cảm ơn em. Xin mời chuyên gia Cao Vương ạ. Cảm ơn câu hỏi của em. Công cụ sinh ra bản chất nó không xấu, mà nó là phụ thuộc vào mục tiêu của mục đích của người sử dụng. Đấy, nó giống như con dao có thể dùng để cắt hoa quả và cũng có thể làm gây hại cho người khác, đúng không ạ? Thì AI nó cũng như vậy. Khi chúng ta là một sinh viên, chúng ta hãy sử dụng AI nó như là một cái công cụ để chúng ta tự học và phát triển bản thân. Và nếu mà chúng ta nó dùng nó vào cái mục đích mà để cheating chẳng hạn, thì thực sự chúng ta cuối cùng chúng ta hỏi là cái sự học, mục đích của sự học nó không phải là để chúng ta lấy một cái bằng giỏi. Mục đích của sự học là để chúng ta hoàn thiện bản thân và kỹ năng để chúng ta ra đời chúng ta trở thành ai, chứ không phải chúng ta có cái, chúng ta gọi là có một cái tấm bằng. Khi tôi tuyển dụng vậy, tôi luôn quan tâm bạn trở thành con người như thế nào. Do đó nếu mà bạn dùng AI để gọi là để làm cái bài luận nào đó, thì tôi nghĩ rằng đó không phải là cái đích cuối của một người sinh viên thành công. Đích cuối là bạn sẽ trở thành ai sau khi ra trường, để khi ra trường bạn được đón nhận ở một cái mức độ cao nhất, bạn được nhà tuyển dụng họ đánh giá cao nhất. Nó sẽ không phải, đôi khi không phải tấm bằng đỏ của bạn đâu, mà đó là cái gì bạn có trong đầu, cái gì bạn khao khát trong tim, và cái gì, cái sự khao khát học hỏi không ngừng của bạn. Em cảm ơn ạ. Em thấy là việc học thì nếu như mà mình áp dụng AI vào thì nó sẽ học nhanh hơn, học dễ hơn, nhưng mà nó sẽ làm cho cái độ sáng tạo của mình nó sẽ giảm đi. Em nghĩ là kiểu như là mình sẽ không được tư duy nhanh bằng ChatGPT, nên là mình nghĩ là làm nhanh được thì mình sẽ dùng ChatGPT luôn ạ. Thực ra tôi vẫn khuyên là bạn vẫn sử dụng ChatGPT rất là tốt. Nó sẽ giúp chúng ta tổng hợp cả 300 trang sách chỉ trong vòng 5 đến 10 phút. Chúng ta nắm bắt ý chính rất là nhanh. Nhưng quan trọng không phải là chúng ta nhớ bao nhiêu kiến thức, mà quan trọng là cái kiến thức đấy chúng ta sẽ dùng để làm gì. Nên nhớ rằng kiến thức tự thân nó tốt hay xấu, nó phụ thuộc vào chúng ta có ứng dụng nó hay không. Và nếu bạn sử dụng AI để mục đích là giúp cho chúng ta ghi nhớ kiến thức hiệu quả hơn, và từ đó chúng ta ứng dụng và liên hệ nó trong công việc trong tương lai, điều đó sẽ rất tốt. Còn nếu chỉ sử dụng nó chỉ đơn giản là để qua bài hay là để ghi điểm với giáo viên, thì tôi nghĩ rằng đó sẽ không phải là một cái mục tiêu quan trọng cho các bạn sinh viên.